Hà Hồ, Kim Lý cùng con tham quan phố cổ Thụy Sĩ và Italy. Hà Hồ và Kim Lý đưa hai bé Leon và Lisa du lịch Italy và Thụy Sĩ, tham quan bảo tàng, dạo phố cổ, ghé nhà hàng ven đường. Hồ Ngọc Hà đang có chuyến công tác ở Thụy Sĩ và Dông, Italy, tham dự sự kiện của một thương hiệu thời trang. Vợ chồng cô tranh thủ đưa hai con Leon và Lisa đi theo để tận hưởng chuyến du lịch châu Âu. Khi có thời gian rảnh giữa lịch trình dày đặc, Hồ Ngọc Hà cùng chồng đưa hai con đi thăm thú một số cảnh đẹp ở Thụy Sĩ như các khu phố, thị trấn cổ. Hai bé chạy nhảy nô đùa tại khu phố cổ Neuchâtel, Thụy Sĩ, nơi nổi tiếng với những ngôi nhà cổ kính màu vàng tươi đặc trưng và các quán cà phê ấm cúng mang phong cách Pháp. Ngoài ra, khu vực này còn có một số cửa hàng nhỏ bán format và chocolate Thụy Sĩ chính gốc. Phố cổ không lớn, chỉ tốn khoảng 2 giờ tham quan, không quá đông đúc như nhiều thành phố du lịch nổi tiếng ở châu Âu. Neuchâtel là một thành phố xinh đẹp nằm ở phía tây Thụy Sĩ, bên bờ hồ Neuchâtel thơ mộng với hơn 1.000 năm lịch sử, nhưng phần lớn các công trình được hình thành từ thế kỷ 15-18, trong đó nhiều nhất là 140 đài phun nước được xây dựng từ thế kỷ 16. Một số đài phun nước nổi tiếng ở thành phố này là Fountain della Giastic, Fountain du Griffon, Fountain della Rue de Moulin và Fountain du Bennett. Trước đó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đưa hai con đi dạo quanh khu phố cổ ở Dôn. Các bé thích thú trước tác phẩm nghệ thuật gương màu phản chiếu, nằm ở quảng trường Piazza di Spagan, tái hiện cảnh quan đô thị và khúc xạ ánh sáng mặt trời. Tác phẩm của nghệ sĩ Sabine Marcellit. 12 cột đá travertine được trang trí bằng những tấm gương màu xoay liên tục từ bình minh cho đến hoàng hôn, phản chiếu cảnh sắc các tòa nhà xung quanh, thu hút đông khách tham quan, chiêm ngưỡng. Hôm sau, hai bé được bố mẹ đưa tới bảo tàng Capitolin ở quảng trường Piazza del Campidoglio, trên đỉnh đồi Capitolin ở Dôn. Đây là bảo tàng công cộng đầu tiên trên thế giới và là một trong những bảo tàng quan trọng nhất thành phố. Bảo tàng được thành lập vào năm 1471, bao gồm 4.000 tác phẩm nghệ thuật và đồ tạo tác, trong đó chủ yếu là các bức tượng cổ từ thế kỷ 15-16. Leon và Lisa chơi cùng bố trong thời gian mẹ bận làm việc. Hai bé thường xuyên được bám càng bố mẹ du lịch trong và ngoài nước. Mỗi năm, Leon và Lisa đều trở về Thụy Điển thăm ông bà. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.